mơ để ta đừng bơ vơ hân hờ. Thế ra khi ta còn ai đang đợi chờ. Đời này cơ cực tần sống, do phong ba nó chưa bao giờ được về. Được ăn cơm ở trong nhà, làm sao ngờ nó không mẹ, nó không cha. Nó không tiền, không của cải, nó còn không biết cả ông bà đã không nhà. Còn không nhớ bản thân mình là ai cả. Nó không biết điều gì là sai, tấm hình mờ và phai đã. Gần mười mấy năm rồi, nó lặng câm ngồi. Nhưng nó chưa từng nghĩ tới một điều gì cho ngày mai cả. Vì nó biết, đời của nó thì không đáng. Thì nó viết, ở một con sổ phía trong quán. Khi trời khuya đến thì nó lại đi la cà. Mong đợi một người cha già sẽ tìm lại nó khi xong án. Từ bé vốn dĩ đã biết được đời mà, nó muốn hét lên thật to là ông trời à. Ai cũng có gia đình của nó như một đứa ngoại lai. Cuộc đời này khó quá, hỏi ông trời đang là tại ai. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Mồ côi hay nghèo đổ thì cũng không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Chỉ đôi khi tay mày trong giấc mơ thì cũng không phải tại nó. Và rồi cuộc đời cho nó được gì ngoài những ánh nhìn. Nó lo toan và sợ hãi ngày mai có kẻ đánh mình. Những lời nói trong trời tối khiến nó thấy lạnh quá. Phải chi bây giờ nó vì mày mơ để được đến cạnh má. Nó mơ được trở về với những ngày xưa cũ, ngày mà mẹ nó còn ôm lấy nó khi trời mưa phủ. Thứ nó kể, mọi người cứ nghĩ nó phóng đại. Nó muốn mẹ nó sống lại nhưng chỉ muốn thì vẫn chưa đủ. Nó muốn có gia đình, nó muốn có mái ấm. Nó chạy biết bao nhiêu trái cắm nhưng lại không biết về cha mình. Nó muốn được ôm trọn bốn bề, được gom gọn. Nó muốn khi nó làm sai thì sẽ có người la mình. Nó muốn gặp mẹ nơi phương xa đó. Nó muốn được nói câu thương ba nó. Nó cảm thấy lạnh chút, sao ai cũng hạnh phúc. Nhưng nó lại không có những cái thứ đơn giản mà người ta có. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Chỉ đôi nhìn tay mày trong giấc mơ thì cũng không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Dù mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó.